Vào lúc 9 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Kim Thơ, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Tình huống cháy được giả định do sự cố chập điện gây cháy. Chất cháy chủ yếu là nệm, mút, giải sợi. Lúc này có 10 người bị kẹt trong đám cháy cần được cứu do nhiễm khói khí độc phát ra từ đám cháy. Ngay sau khi phát cháy, đội chữa cháy cơ sở với phương tiện được trang bị chữa cháy ban đầu và cắt điện toàn khu vực cháy, đồng thời thông báo cho các lực lượng có liên quan. Chỉ trong 5 phút, các đơn vị như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, Cảnh sát Giao thông, Công an phường Tân An có mặt tại hiện trường để triển khai phương án chữa cháy, kết hợp cứu người, di chuyển tài sản, khống chế đám cháy, không để cháy lan, cháy lớn. Theo Ban Chỉ huy chữa cháy, buổi thực tập hoàn thành theo kế hoạch và không để xảy ra sự cố nào cho các lực lượng tham gia.